Chào các bạn, mình đến từ đồ họa Thuận Yến. Đây là video phần bài 2 trong khóa học V-Ray 6 Online Tương tác 1:1 tại đồ họa Thuận Yến. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về bố cục khung hình và cách thiết lập camera với V-Ray 6. Và những phần mà chúng ta sẽ được học sẽ là những phần như sau. Đầu tiên là mình sẽ học về cách để nhận biết thế nào là một cái bố cục đẹp. Và thì những cái bố cục đẹp nó sẽ là cái gì? Chúng ta sẽ được định nghĩa về thế nào là một cái bố cục đẹp. Sau khi xong rồi, chúng ta sẽ được học một cái số bố cục cơ bản thường sử dụng cho kiến trúc và nội thất. Vì bố cục thì nó có nhiều kiểu bố cục, và trong nghệ thuật thì nó có rất là nhiều cái kiểu khác nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ học những cái cơ bản dành cho kiến trúc và nội thất mà thôi. Phần số 3, chúng ta sẽ cùng đi đến với các yếu tố ảnh hưởng đến một cái bố cục đẹp, để rồi từ đó chúng ta qua tới phần số 4, đó là chúng ta sẽ thiết lập được một cái quy trình đặt camera dựa vào những cái yếu tố ảnh hưởng tới một bố cục như thế đẹp như thế này. Và sau cùng là chúng ta sẽ đi thực hành đặt bố cục trong V-Ray 6 ha. Thì đến với phần đầu tiên là phần thế nào là một cái bố cục đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là về bố cục đẹp là gì. Bố cục mình có thể hiểu nó là một cách sắp xếp cái đối tượng, cái thành phần trong không gian của mình theo một cái trật tự nào đó về ánh sáng, về vị trí, về màu sắc, để sao cho truyền đạt được cái ý tưởng của mình, cái không gian mà bạn muốn thể hiện. Thì ví dụ như một nhiếp ảnh gia bình thường, người ta cầm máy ảnh lên, người ta muốn chụp một cái góc gì đó thì người ta có cái ý đồ của họ. Ví dụ như thể hiện cái nụ cười, cái con mắt hay là cái gì đó. Thì trong cái phạm vi về kiến trúc và nội thất của mình á, thì mình muốn thể hiện cái điều gì cho không gian. Ví dụ như nó là cái sofa, nó là cái mảng tường này, hoặc là nó là tổng thể cái không gian, thì chúng ta phải sắp xếp các cái đối tượng sao cho mà mình thể hiện được cái yếu tố yếu, yếu chúng ta phải sắp xếp các yếu tố đó sao cho tôn lên cái điều mà mình muốn nói trong cái tấm hình. Thì đó chính là cách sắp xếp bố cục ha. Vậy thì tại sao chúng ta lại không học thẳng vào cách đặt camera mà chúng ta phải học liên quan tới bố cục này làm gì ha? Thì tại vì với cái đặc tính là bố cục như thế này thì nó sẽ có vai trò là phương tiện tốt nhất để chúng ta có thể truyền tải thông điệp. Ví dụ như hai người cùng đến một cái nhà, nhưng mà hai người với một cái cách đặt bố cục khác nhau, nó cũng sẽ tạo ra hai bức ảnh khác nhau, và cái chất lượng cuối cùng nó cũng có thể khác nhau một trời một vực luôn. Tại vì ví dụ như có một số người, người ta mình nhìn vô một tấm hình, mình không biết đó là người ta muốn nói cái gì trong tấm hình đó. Còn người sắp xếp đặt bố cục có yếu tố chính, có yếu tố phụ trong đó, thì mình sẽ hiểu rằng ý đồ của người ta là muốn thể hiện điều này đó. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì khách hàng của mình, như là sếp của mình, là chủ đầu tư của mình có thể hiểu rằng là tôi muốn thiết kế cái này cho anh, và trong cái tấm hình render này nè, tôi muốn thể hiện điều này, và tôi đặt cái góc cam, tôi bố cục như thế này là để thể hiện cái tấm hình một cách tốt nhất ha. Vậy vậy thì khi mà bạn muốn một bố cục đẹp có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cân bằng được các cái yếu tố trong bố cục để tạo ra được ấn tượng cho người xem, để thể hiện được ý đồ của mình trong một cái tấm hình. Nghe cái này thì có vẻ mông lung, nhưng mà nếu như bạn nào đã học về kiến trúc nội thất, hoặc là những bạn có nghiên cứu về nghệ thuật, thì biết rằng là bố cục nó cũng có thể có những cái quy luật. Nghe thì nó có vẻ giống như là sáng tạo, nhưng thực ra là mình vẫn có những cái bố cục cơ bản, và với những cái quy luật và với những cái bố cục cơ bản như thế này thôi là mình cũng đã có thể đạt được một tấm hình từ đúng rồi. Còn mà muốn đẹp hơn thì như mình đã nói video phần đầu tiên á, là các bạn phải có thời gian để rèn luyện, các bạn phải chịu khó xem nhiều hình tham khảo và học hỏi từ người ta để có được những cái hình nó sáng tạo hơn. Nhưng mà với những cái phần bố cục cơ bản thì cũng chúng ta đã làm được tới việc là làm đặt bố cục đúng rồi, là thì chúng ta đã truyền tải được cái thông điệp cho một tấm hình rồi ha. Vậy thì những cái bố cục cơ bản đó là gì? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đến phần số 2. Thì ở đây mình sẽ như mình đã nói là nó có rất là nhiều cái kiểu bố cục khác nhau, nhưng ở đây mình giới thiệu với các bạn bốn loại bố cục, đó là quy tắc 1/3, golden ratio, đối xứng và tam giác vàng. Cái đầu tiên là phần quy tắc 1/3, đây là nguyên tắc được sử dụng nhiều nhất trong cái kiến trúc và nội thất nói chung ha. Và thật ra thì cái này cũng áp dụng được cho rất là nhiều cái mảng, ví dụ như là nhiếp ảnh, hoặc là thậm chí là graphic design, là thiết kế đồ họa, thì người ta cũng ứng dụng cái phần này rất là nhiều. Thì cụ thể cái phần này á, là thường ví dụ như cái khung hình của mình là như thế này đúng không, thì người ta sẽ chia ra làm 3 phần theo phương ngang và 3 phần theo phương dọc, thì nó sẽ tạo ra một cái khung lưới như thế này. Trong trường hợp khổ ảnh dọc thì như này, và khổ ảnh ngang thì như vậy. Thì những cái điểm ở đây
ở đây, những cái điểm giao nhau ở đây nè, thì người ta gọi nó là điểm vạc. À, thì vậy thì những cái gì đối tượng chính của mình có thể chọn một trong bốn điểm này để có thể đặt, hoặc hai trong bốn điểm này. Và có một lưu ý là không đặt hết bốn cái ha, tại vì ví dụ như là bốn ở đây nó có bốn cái điểm vàng đúng không, thì nó sẽ đều với nhau, nó không có cái gì là chính, không có gì là phụ, và người ta không biết là cái bạn muốn thể hiện là gì cả. Nhưng mà bạn có thể đặt ở một điểm làm đối tượng chính, ví dụ như trong trường hợp cái hình này, cái người ta muốn thể hiện chính đó chính là cái bình hoa này, thì người ta cho nó vào cái phần vùng điểm vàng ở đây để thể hiện ra là tôi muốn show lên cái điểm này. Nhưng mà trong kiến trúc và nội thất của mình á thì nó có rất là nhiều yếu tố, không phải lúc nào mình cũng chỉ nhắm vào được một cái và mình đặt được một cái điểm vàng ở đây được, mà thường là mình có thể align, tức là giống theo cái những cái trục đây ha. Ví dụ như những cái gì mà bạn muốn nhấn á, ví dụ như hình khối công trình bạn muốn nhấn, bạn có thể cho nó vào cái đường 1/3 ở đây hoặc là 1/3 ở đây đó, những cái đường như thế này, thì nó cũng sẽ giúp cho người xem chú ý đến phần này hơn. Mình ví dụ nha, ví dụ như ở đây đi ha, mình có một cái công trình như thế này, thì ví dụ như bây giờ bạn quay cái góc nghiêng như thế này đúng không, vậy thì bây giờ nè bạn có thể là cho cái đường line này nè nó nằm trong vị trí 1/3 của khung hình, hoặc là ví dụ như đường này nó nằm ở trong một vị trí 1/3 của khung hình. Còn ví dụ cái này cụ thể vô trong cái phần thực hành mình sẽ nói rõ hơn, nhưng mà ví dụ như trong thường trong công trình kiến trúc nó là như vậy. Hoặc là ví dụ như công trình nội thất đi chẳng hạn, ví dụ như nội thất thì ở đây nó cũng có một cái nội thất nhỏ nhỏ ở đây. Đây, thì ví dụ như khi mà bạn làm một cái góc nghiêng nào đó, bạn làm một cái góc nghiêng ví dụ như nó có cái đường chia giữa hai mảng tường như thế này, thì bạn có thể cho cái mảng tường này nè nó nằm ở trong 1/3 của khung hình của mình. Bạn cố gắng bạn sẽ cho nó vào trong 1/3 khung hình của mình đó, và cụ thể chi tiết như thế nào thì mình sẽ giải thích kỹ hơn trong phần thực hành ha. Nhưng mà bạn nhớ cái phần này, tại vì trong kiến trúc và nội thất của mình ít khi nào mình dùng được cái trường hợp như thế này lắm. Và đây cũng là một cái quy tắc mà dễ áp dụng nhất rồi ha, và cho nên các bạn lưu ý cái phần này, và mình cũng để cái phần này lên đầu tiên luôn á. Tiếp theo là đến nguyên tắc số 2 trong này, gọi là golden section hoặc là golden ratio, là nguyên tắc tỷ lệ vàng ha. Thì ví dụ như cái này nó áp dụng cho trường hợp bạn muốn dẫn hướng một cái đối tượng nào đó, thì bạn có thể đi theo cái đường này hoặc cái đường này. Thì điểm chính của mình nó cũng sẽ nằm ở đây nè. Đó, đó là phần dẫn hướng. Còn vàng để ý kỹ đi, thì nếu mà cái đối tượng chính của mình nó nằm ở đây thì nó cũng chính là 1/3 theo tỷ lệ 1/3 ở đây, tức là nó nằm ở cái góc này nè hoặc là cái góc này, thì tùy vào cái hình này bạn muốn đặt nó theo cái chiều nào ha, thì nó cũng theo tỷ lệ 1/3. Cái này giống như là giản lược của cái phần này hơn, cái này thì chủ yếu là dành cho cái phần dẫn hướng về thị giác ha. Tiếp theo là cái này thì rất là dễ luôn, đó là bố cục đối xứng. Ví dụ như đối xứng theo hàng dọc như thế này, hoặc là bên này cũng là đối xứng theo hàng dọc nè. Nhưng mà ví dụ như bạn nhìn cái hình này đi, nó có rất là nhiều điểm đối xứng ha, đối xứng đường chéo nè, đối xứng trục ngang nè. Đó, thì cái này á, nó sẽ cái việc làm bố cục đối xứng như thế này á, nó rất là dễ áp dụng và nó sẽ mang lại cho mình một cái cảm giác là nó bằng phẳng, nó bình yên, cũng như là nó sẽ mang lại một cái cảm giác trang trọng. Cho nên các bạn để ý những cái dạng công trình như là Ủy ban Nhân dân hoặc những công trình hành chính, thì thường cái công trình thiết kế nó cũng đã theo cái bố cục là đối xứng rồi, và cái việc đặt bố cục đối xứng đó nó cũng sẽ làm cho công trình trở nên là uy nga hơn và trang trọng hơn. Nhờ bố cục này nó rất là dễ ứng dụng, đặc biệt là trong nội thất. Với không gian nội thất á, thì thường mình sẽ có một cái mảng tường nè như thế này nè, và mình sẽ đặt cái dạng như thế này rất là nhiều, và người ta gọi là phối cảnh hoặc điểm tủ ha. Và các bạn có một cái lưu ý, các bạn đặt những cái bố cục này á, thì các bạn cũng có thể cân nhắc xem là cái thiết kế của mình hiện tại á, nó theo cái dạng nào. Ví dụ như bạn thiết kế một cái mảng tường đang có dạng đối xứng, thì chắc chắn lúc đó bố cục thì bạn nên đặt là đối xứng, nó sẽ dễ đẹp và nó sẽ dễ tôn lên giá trị của thiết kế hơn là bạn đặt những cái loại bố cục khác ha. Ok, và đến với nguyên tắc bố cục cuối cùng, đó là tam giác vàng. Cái này thì mình có cái trục lưới như thế này đúng không? Nó cũng gần giống như gì? Gần giống như nguyên tắc 1/3, nhưng mà nó chia cái trục như thế này, chia cái trục như thế này để chi? Để nó có điểm vàng ở đây. Điểm vàng ở đây, đây là những cái điểm mà nó cũng có thể là thu hút ánh mắt nhìn của mình, và nó sẽ
dễ áp dụng hơn là nguyên tắc golden section, là golden ratio hồi nãy mà mình đã được học á. Và với cái nguyên tắc này thì bạn chỉ cần cho đối tượng chính của mình vào trong những đường này, hoặc là dẫn hướng ha. Nó dẫn hướng, ví dụ như bạn có thể cho một đối tượng chính đến đây, một đối tượng chính đến đây và nó dẫn lên trên này, thì các bạn có thể là như vậy thì khách hàng của mình có thể đọc được hết cái hình này và đọc được những cái thứ mà mình muốn truyền tải trong cái tấm hình. Ok, bây giờ đến với cái mục số 3 trong bài học của mình là các yếu tố ảnh hưởng đến một cái bố cục. Thì có 4 yếu tố ảnh hưởng đến một bố cục. Cái đầu tiên là đường tầm mắt, phần số 2 là field of view hay còn gọi là focal length, phần số 3 là tiền cảnh, hậu cảnh, trung cảnh, depth of field, DOF ha, và cuối cùng là phần khung ảnh. Thì đầu tiên là đến với đường tầm mắt, thì ở đây mình có một cái định nghĩa ha, nó là một cái đường phân chia giữa bầu trời và mặt đất. Và được, thì có nghĩa là gì? Ví dụ như mình có một cái tấm hình như thế này. Bình thường các bạn để ý thấy là gì? Trong SketchUp nó có chia ra làm hai phần. Phần màu xanh ở đây nó là gì? Nó là mặt đất, phần ở trên này là bầu trời. Bạn nào mà đã học SketchUp bên mình rồi thì mình cũng đã hướng dẫn với bạn cách để đổi cái này theo cái màu mà bạn thích ha, trong phần mục mục style. Ở đây mình muốn nói với các bạn là gì? Cái đường này nè, cái đường line này nè, đây người ta gọi nó là đường chân trời. Ở B1 á, mình đã học là gì? Mình đã học là render, có nghĩa là mô phỏng lại một công trình thực tế đã có. Vậy thì khi mà bạn đặt đường chân trời này á, thì giống như là mình đi đến công trình và mình chạm chân ở đất. Rồi sau khi xong rồi mình cầm máy ảnh lên mình chụp. Vậy thì đường chân trời này là mô phỏng lại cái mắt nhìn của người chụp. Đúng chưa nè? Đó, cho nên là cái đường chân trời mà ví dụ như thế này nè. Ví dụ như thế này là đường chân trời nó ở trên này nè. Ở đây bạn có thể xem cái đường chân trời này hiện tại nó nằm ở đâu ha. Bạn có thể mở ra công cụ là camera ha. Và nó có con mắt ở đây nè. Thì bạn có phần I2 là chiều cao con mắt. Thì ví dụ như ở đây là 49 mét, là nó rất là cao ha. Còn ví dụ như mắt thường của mình thì mình chỉ cỡ 1,5 m thôi. Thì bạn có thể gõ 1500. Được không? Thì nó sẽ là con mắt tầm nhìn của mình, là nó tầm ở như thế này. Và đây là đường chân trời. Và ở đây mình có một cái lưu ý là gì? Đường tầm mắt trong nội thất thì sẽ từ 1,2 m cho tới 1,7 m tùy theo ý đồ và công trình góc góc ảnh. Có nghĩa là gì? Thì ví dụ như công trình của bạn mà nó có cao, độ trần nó cao á, thì bạn nên đặt chọn một cái đường tầm mắt nó cao một tí xíu để nó có thể thấy được hết cái trần của mình, cũng như là thể hiện được cái sự rộng của cái không gian của mình. Cái này trường hợp ví dụ như những cái villa hoặc những cái penthouse á, nó có cái phần thông tầng, hoặc là cái sảnh khách sạn nó có cái phần thông tầng cao á, thì bạn nên đặt cái chiều cao mắt này nó cao lên một tí xíu để cho nó thể hiện hết được cái không gian. Nhưng mà ví dụ như với dạng nhà ở của mình á, nhà ở mà dạng căn hộ đi, thì bạn có thể đặt từ 1,3 m cho tới 1,5 m thôi thì nó mới phù hợp. Và ví dụ như với dạng công trình kiến trúc lớn thì bạn cũng có thể đặt chiều cao tầm mắt cao hơn, do đó là nó mới có một cái khoảng ở đây ha, là từ 1,2 m cho tới 1,7 m tùy ha. 1,7 m thì thực ra là mình ăn gian đó, chứ bình thường là mình để tới 1,6 m thôi, nhưng mà ăn gian một chút xíu mới gọi là diễn họa. Ăn gian một chút xíu thì vẫn không sao ha. Đó rồi, và cụ thể là cái cách mà chúng ta sẽ set up cái cao độ trong SketchUp như thế nào chúng ta sẽ được thực hành ở phần sau nha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua đến phần Field of View hay là Focal Length. Thì Field of View hay Focal Length người ta gọi nó là trường quan sát. Ở đây có hai tên gọi ha, FOV hoặc Focal Length. Về bản chất là nó như nhau, nhưng mà nó có sự thay đổi là ví dụ như FOV càng lớn nè thì vùng quan sát của mình càng lớn. Ngược lại, Focal Length càng nhỏ thì phạm vi quan sát càng nhỏ. Ví dụ như ở đây nó có một cái cây đúng không? Mình đứng đây thì mình có thể quan sát được như thế này, là một cái vùng quan sát cái cây như thế này. Nhưng khi mà mình ra xa hơn chẳng hạn, thì mình có thể là nhìn thấy được cái cây nó rộng hơn. Hoặc là ví dụ như cái hình bên này đi, ví dụ như bạn đang đứng gần thì bạn chỉ nhìn được bấy nhiêu đây thôi, bạn lùi ra xa bạn sẽ nhìn thấy được một cái vùng rộng hơn. Cứ như thế mà càng ra xa thì mình càng nhìn thấy. Tuy nhiên là trong kiến trúc hoặc là trong nội thất, nhiều khi bạn sẽ không có lùi cái camera ra được sâu nữa, tại vì nó có thể đụng tường nè, hoặc là nó có thể là đụng tới cái nhà đằng sau của công trình. Ví dụ như mình đứng ở đây đúng không, mình đứng ở đây mình quan sát, mình lùi ra nữa là mình đụng cái nhà ở đằng sau lưng của mình. Do đó là khi mà bạn muốn thấy được cái vùng quan sát của mình nhiều hơn thì bạn bắt buộc phải tăng FOV hoặc là giảm focal length. Để chi? Để cho cái vùng quan sát của mình nó được rộng hơn. Ok, thì ví dụ như ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem một cái file SketchUp ha. Ví dụ như bình thường nó là như thế này, bây giờ bạn muốn chỉnh FOV thì các bạn mở cho mình cái công cụ là zoom ha.
Zoom á, thì lúc này nó hiển thị lên cái phần là Field of View, quen không? Nó là chữ FOV đúng không? Thì ví dụ như khi bạn tăng nó lên làm 60 nè, bạn sẽ thấy là cái vùng quan sát của mình nó sẽ rộng hơn đúng không? Và khi bạn tăng lên là 120 là maximum của nó, bạn sẽ thấy một cái vùng nhìn nó rất là rộng luôn. Nhưng mà khi mà bạn tăng nó lên 120, bạn sẽ phát hiện nó ra là gì? Là cái hình này của mình nó bị biến dạng nè. Nó bị nhìn nó bị sai sai kiểu gì đấy. Thì các bạn nhớ lưu ý là mình không có tăng nó lên maximum đến như vậy, mà mình nên cân nhắc nó. Thì mặc định của nó là 35, các bạn có thể chỉnh từ từ. Ví dụ tăng lên 45, tăng lên 60 cho đến khi nào bạn cảm thấy nó phù hợp. Ở trong khóa học của mình không bao giờ hướng dẫn cho các bạn cái một cách để các bạn học thuộc một cái thông số nào hết, mà quan trọng là bạn phải hiểu được cái thông số đó nó là cái gì để bạn áp dụng cụ thể cho cái công trình của mình, chứ không hề bắt buộc bạn phải học thuộc một cái thông số gì hết nha. Và